Trước khi bắt đầu vào tiết học, chúng ta cùng khởi động nào. Bây giờ các em cùng cô hát theo lời bài hát sau nhé. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em dùng thước có vạch chia từng cm để vẽ một đoạn thẳng có độ dài cho trước. Cô mời các em nhắc lại từ bài hôm nay. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. Trước khi bắt đầu vào tiết học, các em cần chuẩn bị sách giáo khoa, vở, thước có vạch chia cm, bút chì và gôm nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào bài học hôm nay. Bây giờ các em hãy chăm chú quan sát lên màn hình. Cô sẽ hướng dẫn các em vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm. Cô đặt thước đơn vị đo cm trên giấy trắng. Tay trái giữ vào thước, tay phải cầm bút chì. Cô đặt một điểm trùng với vạch số 0, điểm thứ hai trùng với vạch số 4. Cô nối hai điểm lại với nhau. Lưu ý khi nối, các em kéo bút chì sát vào mép thước. Cô đặt điểm đầu tiên là điểm A, điểm thứ hai là điểm B. Như vậy cô có đoạn thẳng AB dài 4 cm. Cô mời các em nhắc lại. Đoạn thẳng AB dài 4 cm. Cô vừa hướng dẫn các em vẽ đoạn thẳng AB có độ dài là 4 cm. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em vẽ đoạn thẳng có độ dài là 5 cm. Các em hãy quan sát trên màn hình. Cô đặt thước có vạch chia từng cm lên giấy trắng. Sau đó cô chấm một điểm trùng với vạch số 0, điểm thứ hai trùng với vạch số 5. Cô nối hai điểm lại với nhau sao cho bút chì sát vào mép thước. Các em có thể đặt tên đoạn thẳng là đoạn thẳng AB. Như vậy cô có đoạn thẳng AB dài 5 cm. Cô mời các em nhắc lại. Đoạn thẳng AB dài 5 cm. Bây giờ các em hãy lấy vở, bút chì và thước để cùng thực hành vẽ với cô nào. Các em hãy vẽ cho cô đoạn thẳng có độ dài là 7 cm. Các em hãy bấm dừng lại, vẽ vào vở, sau đó bấm tiếp để kiểm tra. Các em đã xong chưa nào? Bây giờ các em hãy quan sát trên màn hình cùng sửa bài với cô nhé. Cô đặt thước trên giấy trắng. Cô chấm một điểm trùng với vạch số 0, điểm thứ hai trùng với vạch số 7. Cô nối hai điểm lại với nhau sao cho bút chì đặt sát vào mép thước. Cô được một đoạn thẳng. Cô đặt tên đoạn thẳng này là đoạn thẳng CD. Như vậy cô có đoạn thẳng CD dài 7 cm. Cô mời các em nhắc lại. Đoạn thẳng CD dài 7 cm. Các em vừa vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là 7 cm. Bây giờ các em hãy vẽ tiếp cho cô đoạn thẳng có độ dài là 2 cm. Các em hãy bấm dừng lại, vẽ vào vở, sau đó bấm tiếp để kiểm tra. Các em đã xong chưa nào? Bây giờ các em hãy quan sát trên màn hình. Cô đặt thước thẳng trên giấy trắng, sau đó cô chấm một điểm trùng với vạch số 0,
Điểm thứ hai trùng với vạch số 2. Cô nói hai điểm lại với nhau sao cho bút chì sát vào mép thước. Cô đặt tên đoạn thẳng này là đoạn thẳng MN. Đoạn thẳng MN dài 2 cm. Bây giờ các em hãy đặt thước và kiểm tra lại đoạn thẳng mà mình vừa vẽ có đúng không nào. Nếu đúng các em hãy thưởng cho mình một tràng pháo tay nhé. Cô vừa hướng dẫn các em cách vẽ một đoạn thẳng có độ dài cho trước. Khi vẽ các em lưu ý điểm bắt đầu trùng với vạch số 0 và bút chì đặt sát vào mép thước. Các em có nhớ chưa nào? Ở tiết trước cô đã hướng dẫn các em phép tính cộng, phép tính trừ có đơn vị đo là cm. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện vận dụng các phép tính đó vào giải toán có lời văn nhé. Bây giờ các em hãy đọc to rõ yêu cầu bài số 2 theo cô. Giải bài toán theo tóm tắt sau: đoạn thẳng AB 2.5 cm, đoạn thẳng BC 2.3 cm, cả hai đoạn thẳng 2.nhiều chấm cm chấm hỏi. Ứng với tóm tắt trên, cô có đề bài sau. Đoạn thẳng AB dài 5 cm và đoạn thẳng BC dài 3 cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài mấy cm. Vậy bạn nào giỏi cho cô biết bài toán cho biết gì rồi? À, bài toán cho biết đoạn thẳng AB dài 5 cm và đoạn thẳng BC dài 3 cm. Vậy bài toán hỏi gì nào? À, bài toán hỏi cả hai đoạn thẳng dài mấy cm. Vậy để biết cả hai đoạn thẳng dài mấy cm, các em hãy suy nghĩ và thực hiện bài giải vào vở. Bây giờ các em hãy bấm dừng lại, làm vào vở, sau đó bấm tiếp để kiểm tra kết quả với cô nhé. Các em đã giải toán xong chưa nào? Bây giờ cô cho mình cùng sửa bài nhé. Bài giải cả hai đoạn thẳng dài 2.5 + 3 = 8 mở ngoặc cm, đóng ngoặc. Đáp số 2.8 cm. Vậy để viết lời giải các em làm như thế nào? À, các em sẽ dựa vào câu hỏi để viết lời giải. Vì câu hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu cm nên chúng ta sẽ lấy độ dài đoạn thẳng AB cộng với độ dài đoạn thẳng BC là 5 cm cộng 3 cm bằng 8 cm. Vì trong giải toán có lời văn đơn vị cm được viết tắt một lần là chữ cm và để trong dấu mặt đơn. Sau đó các em viết đáp số là 8 cm, đơn vị cm không viết trong dấu mặt đơn. Các em đã nhớ chưa nào? Các em hãy đọc lại bài giải theo cô. Bài giải cả hai đoạn thẳng dài 5 + 3 = 8 cm, đáp số 8 cm. Bạn nào có bài giải đúng, các em hãy thưởng cho mình một tràng pháo tay nào. Bài học ngày hôm nay đã giúp các em biết cách vẽ một đoạn thẳng có độ dài cho trước và biết vận dụng phép cộng, phép trừ có đơn vị cm vào giải toán có lời văn. Cô lưu ý khi vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, điểm bắt đầu trùng với vạch số 0 của thước và đặt bút chì sát vào mép thước. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào tất cả các em và hẹn các em ở tiết học sau nhé.